anh ca đừng chụp chụp bánh được hay. Cho em chụp luôn cũng được chị. À, thôi đừng chụp chị em ơi, chị sợ lắm. Ê, em còn cố luôn chị ơi. Thôi đừng đừng ai, đừng chụp chị cho em, để máy á. Chụp chụp chi, em chụp chuỗi chụp cái nó kìa. Mấy cái em lấy mấy cái? Ờ, bán bao nhiêu cái? 10 ngàn em. Chụp sao là 16 cái đó. Tháo chứ. Tháo tháo đi anh Bi. Tháo tháo luôn đi chứ mơ mốt không gặp đâu mà đưa đâu. Thôi thôi. Thế là được chứ. Thế là đen lay là chích sẵn nhé. Thôi thôi, không có gặp đâu Bi, không có gửi được đâu mà. Chị lấy em ba cái gì? Mày chụp hồi mà tao đó là tao biết là hơi bị ngớ đúng không? Đúng không? Tao tập giống mày đi nhiều mày. Kêu chủ yếu là tại trước nhiều kết quả thôi. Mấy ngày xa là tao mới điên lên. Chơi ra nha, đừng có dìm hàng nhau á nha. Mày dìm cái chết ta đó. Nổi lên không nổi đó. Chết mẹ rồi, hết pin. Có đứa nào có cục sọ không? Chập đi chùa chập lấy ba thằng ba lá mái thay phiên nhau chập thay phiên nhau cái gì cho em ba cái nước à. Chị quay nhanh đi. Xin nữa đi hệ, một chiếc nào là xin nữa chẳng giàu. Lâu không? Đất chụp hình để làm gì đâu, đi du lịch là đâu. Mong lắm lắm. Bình thường á thì nó không có chi đâu ấy, nhưng mà nghe mùi đi nó thơm quá. Cái này cái màu đẹp bán đồ mà đang mời khách nó bán. Cái này bao nhiêu vậy?
cái mồm đó hả? Cái mồm cũng bằng giá là gì? Cái đây nè. Đây, đó, đó.